Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh trong sáng nay đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022. Tiếp ông Nguyễn Công trú tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Phan với kiến nghị xin thành phố Hút quan tâm bố trí một lô đất tái định cư đối với phần diện tích 10 căn m vuông đất rừng bị thành phố Hút thu hồi làm dự án. Sau khi xem xét căn chắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hút Đà Nẵng Lê Trung Trình cho biết, theo quy định của luật không thể bố trí đất tái định cư đối với đất rừng nên không thể giải quyết. Chủ tịch Lê Trung Chinh giao chạy ba nhân dân huyện Hòa Vang rà soát và vận dụng các quy định liên quan đến vấn đề trực giá, đền bù cây trồng, con vật nuôi và hỗ trợ khó khăn để đề xuất hỗ trợ thêm cho ông Công. Đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị Hoài Thương, quận Sơn Trà, xin thuê chung cư thuộc sở hữu nhà nước, xã thấy hoàn cảnh bà quá khó khăn, đang ở nhà thuê, một mình nuôi con nhỏ và nuôi cười chị khuyết tật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Húng Đà Nẵng Lê Trung Chinh chỉ đạo sở xây dựng vào quận Sơn Trà rà soát xem xét ưu tiên sớm bố trí chung cư tại điều kiện cho gia đình bà Hương có chỗ ổn định. Tiếp ông Nguyễn Thành Lân, Trưởng từ quận Hải Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Húng Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, trên địa bàn thành phố có rất nhiều trường hợp tương tự như ông Lân không thuộc diện giải tỏa và đã được thành phố Húng bố trí đất ở từ nhiều năm trước. Đây là phương mắc mà yếu tố lịch sử. Hiện tại, chính quyền thành phố Húng không thể giải quyết được vì không đủ cơ sở pháp lý nếu gia đình ông có nhu cầu ở nhà chung cư thành phố xem xét tạo điều kiện